Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Bán đang giới thiệu bác một mẫu xe MTB mới về nguyên cảm bên em. Mẫu thương hiệu đến từ Ý, Java Sua 2. Thì đây là cái mẫu Java dòng địa hình đầu tiên về bên cửa bên em. Thương hiệu Java là một trong những cái thương hiệu đến từ Ý mà được thiết kế các bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Bởi vì bên em về những cái mẫu xe dòng xe đua, road bike ra về một chiếc địa hình rất là đẹp đấy nhá. Và bây giờ xin mời các bác cùng đến với chiếc xe. Vâng, trên khu vườn mất đây là con mẫu xe địa hình mô tầng 3 Java Su 2 mới về đến cửa hàng bên em. Có rất nhiều các bác hỏi em về con mẫu xe địa hình vành bánh 27.5. Đây là mẫu Java Su 2 trang bị với vành bánh 27.5. Tông màu chủ đạo của xe là tông màu đen, điểm chỉ ghi và xanh trên thân xe rất nổi bật. Với thiết kế của xe, bộ khung rất chắc chắn, xe làm từ hợp kim nhôm aluminum technology super quali bằng siêu tốt nữa nhá. Thực ra là siêu tốt super quali và rim fine này, tức là bộ khung siêu tốt từ hợp kim nhôm aluminum và đồ technology. Mẫu Java trong thời gian gần đây rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm, đặc biệt là những cái dòng xe road bike và MTB. Đây là cái mẫu đầu tiên về bên em, model là Su 2. Các bác hãy lên trên mạng để tra và tìm hiểu thêm. Khung nhôm rất là đẹp, khung thiết kế rất là chắc chắn và theo phong cách hiện đại các bác. Xe đến từ thương hiệu Ý, design in Italy đúng không? Xe trang bị với bộ rơm sườn chạy bên trong khung, cho tính tổng mỹ của xe rất là cao. Cổ cốt ki đông gắn liền với xe là thương hiệu của đến từ DK. Như những video trước đây giới thiệu thì những dòng xe Java linh phụ kiện như ki đông, cổ cốt và vành là đều là của hãng DK, những bản sao xe. Giới thiệu cho các bác là mẫu dòng xe Sapa Su 2 được sử dụng với GS Ram GX đến từ thương hiệu Mỹ. Các bác thường thì có phần thuộc với những dòng xe GS Shimano, thì đây là cái mẫu dòng sử dụng với GS Ram đến từ thương hiệu Mỹ nhé các bác nhé. GX này, Ram GX. Còn sẽ sử dụng với phân dầu lực của Shimano. Bên phải em được sử dụng với con tay bấm xả chính hãng tên tuần đĩa của GS Ram GX. Và một cục bên sau là cục phanh dầu chủ lực của Shimano. Đằng trước sử dụng với giảm sóc hơi cao cấp. Có hơi không nhá? Đây là chỗ mở e các bác. Xả e và mở e. Có thể tùy chỉnh các bác theo cái độ lún của sóc, rất là dễ làm thuận lợi. Ống mở sóc bên phía này. Sóc hơi. Sóc hơi chính hãng của Java luôn. Sóc hơi của Java Su 2. Giảm sóc hơi. Và rất nhiều bác hỏi em về những cái dòng xe địa hình mới tuần bay sử dụng với vành cặp bánh của 27.5. Thì nay em về một chiếc đây cũng là vành bánh của 27.5 của dòng Java. Vành DK. Vành chính hãng của xe Java 27.5 Activa. Sử dụng lốp Canda rất là mới. Kích thước lốp là 27.5 x 1.95. Lốp có rất nhiều gai nhưng mà để bật lốp bán đường rất là tốt. Lốp còn rất là mới luôn, cũng còn cái talon của lốp. Mẫu Java sản phẩm của Tuần Bang, mẫu tông màu đen. Hoặc yên chính hãng của Java, DK, yên hiệu MTB. Yên hiệu MTB, biểu tượng đầu khói nhé. Yên trung thành cho sòng xe đạp của MTB, còn địa hình. Cũng là dòng công nghệ cao cấp. Sử dụng với gạt đĩa Shimano DOR. Đùi đĩa trục rỗng của DK. Đùi đĩa nhôm CMC. Đùi đĩa trục rỗng. Cụ đề sau được trang bị cụ đề Shimano của S5GX.
trang bị với 10 tầng lip, lip và switch còn rất là mới. Đằng sau sử dụng mới vành của DK chính hãng là cho xe vành 2.75, sử dụng lốp chân đa. Và bây giờ xin mời trưởng ban đứng của phía xe. Đèn chiếu đứng của phim xe là size 43. Chiều ngang khung là size 55. Tức là các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và theo trang bị với 10 tầng lip, lip và xích còn rất là mới. Trang được sử dụng với group của thương hiệu Mỹ F-Lam đấy. May là bạn tối đổ không nhá. Lên lip lên. Mặt đạn cố đổ rất là đanh lắm nhá. Nếu phải em là bùn nhất thì dùng quả DK gạt đĩa của Neo Rim xuống đĩa lên đĩa đầu đĩa 2 tầng. Rất là ngon. Mà hoạt động xe không hề lỗi chi tiết bỏ vào cả. Các bác nào mà ưa thích cái dòng xe Java đấy thì thương hợp ý thì đây là một sự lựa chọn các bác rất là tốt. Các bạn lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái mẫu xe Java Sure 2. Còn em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe MTB đến từ thương hiệu ý Java, model Java Sure 2. Vâng, theo trang bị với gờ đúp của F5 GX đến từ thương hiệu Mỹ, vành bánh 27.5, khung nhôm siêu nhẹ nhá và tổng thất hơi được phía đằng trước. Xe tốc Việt Nam là 8.9, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào có liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên Facebook tìm kênh xe đạp đến đăng ký và theo dõi kênh và hẹn gặp lại.